Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một cái bài tập nó sẽ giúp ích cho tay trái và tay phải của các bạn rất nhiều. Tay phải thì nó sẽ giúp ích cho các bạn đánh không bị lộn dây ha. Tay trái thì sẽ giúp các bạn di chuyển ở những cái quãng xa trên cần đàn. Thật ra cái bài này được tạm gọi là string skipping, tức là đánh cách dây. Thì tay trái của bạn chỉ đánh có 3 nốt mà thôi, mà ở những quãng tám khác nhau. 3 nốt đó chính là La Si Do. Mình sử dụng ba cái ngón này, không sử dụng ngón giữa, bây giờ ngón giữa mình đang bị đau. Sử dụng ba ngón này thôi. Ngón số chúng ta đánh ở hai cái mẫu khác nhau. Tay phải các bạn đánh internet picking hết nhé, một xuống một lên hết. Thì cái câu đầu tiên nó như sau: La Si Do ở dây 6. Sau đó các bạn lên cái dây La Si Do ở trên dây rê, dây số 4. Sau đó các bạn cũng La Si Do ngay cái dây số 2. Rồi các bạn đánh ngược lại. Thì nguyên câu nó như sau. Rồi cái câu thứ hai chúng ta thay đổi một tí, là thay vì các bạn đánh La Si Do ngay dây số 2 thì các bạn chuyển cái dây số 1 ngay ngăn 5 luôn. Thì chúng ta câu số 2 chúng ta đổi một tí như sau. Rồi, thì các bạn cứ tập chậm, sau tay phải chúng ta đánh đừng có bị lộn nha. Thường lúc mới tập các bạn dễ bị lộn dây lắm. Thì khi mà tập tương đối quen rồi, mình nâng tốc độ lên tí, mình có thể đảo cái câu phía dưới cho nó lặp lại 2-3 lần giống như mình đánh lúc đầu á. Rồi, hy vọng bài tập này cũng giúp ích cho các bạn trong việc luyện ngón ha. Thì hôm giờ cái ngón tay bị đau thì co và nó cũng khá đau, uống thuốc và cũng luyện tập một tí thì nó đỡ thôi. Do đó hy vọng là nó cũng mau hồi phục để có thể làm thêm nhiều clip chia sẻ với các bạn nhé. Hãy ủng hộ Đăng Khoa và kênh Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.